Thưa quý vị, tại lễ tuyên dương cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 6 năm 2019, Thượng úy Trần Hoàng Linh, Phó đội trưởng đội tổng hợp Công an huyện Đất Đỏ đã vinh dự là một trong 50 gương mặt đại diện cho cán bộ công chức, viên chức trẻ đang công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên cả nước, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng giải thưởng. Đó là sự ghi nhận xứng đáng dành cho Trần Hoàng Linh, một cán bộ trẻ luôn chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt công việc được giao và là một bí thư đoàn cơ sở năng động, nhiệt huyết. Tốt nghiệp trường Đại học An ninh Nhân dân năm 2013 và về nhận công tác tại Công an huyện Đất Đỏ. Đồng chí Trần Hoàng Linh luôn luôn tích cực nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ các đồng đội, từng bước nắm vững và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Từ năm 2015 đến nay, Thượng úy Trần Hoàng Linh đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được bổ nhiệm làm đội phó đội tổng hợp Công an huyện Đất Đỏ từ tháng 1 năm 2017. Trong quá trình công tác, đồng chí Trần Hoàng Linh cùng đồng đội đã chủ động tham mưu một số nội dung, lĩnh vực trong công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng công an huyện, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo, liên lạc, cơ yếu tài chính, hậu cần, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thống kê và báo cáo. Với vốn kiến thức có được trên lĩnh vực công nghệ thông tin, Thượng úy Trần Hoàng Linh đã tham mưu cho lãnh đạo công an huyện ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin vào quản lý, tổng hợp số liệu an ninh, trật tự trên địa bàn và phục vụ công tác phòng chống tội phạm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đơn vị. Mới đây, anh đã đề xuất và tham gia xây dựng phát triển trang Zalo Công an huyện Đất Đỏ, đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2020. Thiết lập được dây nóng kết nối người dân với công an huyện, cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc của người dân về các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công tác công an. Không chỉ tích cực, chủ động trong nhiệm vụ, công tác được phân công, Trần Hoàng Linh còn rất tích cực tham gia hỗ trợ các đội nghiệp vụ công an huyện, đặc biệt là đội hình sự công an huyện, trong đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến công nghệ thông tin. Trong tháng 2 năm 2020, anh đã trực tiếp tham gia trong công tác đấu tranh chuyên án, truy xuất thông tin dữ liệu của các thiết bị di động, góp phần triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc của đối tượng Nguyễn Minh Trí và đồng bọn tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. Qua đó đã xử lý hình sự 27 đối tượng. Đối với đồng chí Linh là một đồng chí cán bộ trẻ, đồng chí cũng được xem xét cân nhắc bổ nhiệm một đồng chí đội phó là trẻ nhất công an huyện. Thì khi mà được bổ nhiệm vào cái vai trò vị trí là đội phó thì đồng chí Linh cũng không phụ lòng sự tin tưởng của lãnh đạo cũng như anh em trong đơn vị. Đồng chí về công tác chuyên môn, đồng chí cũng rất là nhiệt tình. Đồng chí đã đem lên những cái làn gió mới cho cái đội tham mưu tổng hợp, một cái đội mà gọi là cứng, không có nhiều cái phong trào. Trong cái công tác chuyên môn thì đồng chí Linh cũng nhiều cái tham mưu, nhiều cái ý hay, những cái sáng kiến tốt. Đồng chí Linh cũng tham mưu để mà thứ nhất là thành lập một cái trang thông tin danh quyền Đất Đỏ để mà của Facebook, xây dựng cái trang Zalo kết nối yêu thương vì bình yên cuộc sống của công an huyện Đất Đỏ. Bước đầu cũng đã mang lại hiệu quả rất tích cực, cũng được ban giám đốc công an tỉnh cũng như là huyện ủy, ủy ban đánh giá cao. Năm 2017, Trần Hoàng Linh được tín nhiệm làm bí thư đoàn cơ sở công an huyện. Phát huy sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết của thanh niên, trong nhiệm kỳ của mình, anh đã phát động đoàn viên thanh niên công an huyện tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội như vận động xây tặng nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho bà Trần Thị Đây là con liệt sĩ Trần Văn Sen tại ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tặng quà cho các em học sinh đồng bào dân tộc Chơ Ro trong chương trình Tết Ấm Xuân Vui, tổ chức chương trình Trung Thu Cho Em dành cho trẻ em là con của công nhân, đồng bào dân tộc tại vùng sâu thuộc xã Láng Dài. Và gần đây nhất, đã vận động đoàn viên thanh niên, người dân tham gia đóng góp quần áo, nhu yếu phẩm và 100 triệu đồng tiền mặt, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong tất cả hoạt động do mình đề xuất phát động, Thượng úy Trần Hoàng Linh
luôn tích cực tham gia đi đầu. Là đoàn viên sinh hoạt tại đoàn cơ sở công an huyện, tôi cảm nhận đồng chí Bí thư Trần Hoàng Linh là đồng chí rất là năng nổ trong công tác đoàn. Bên cạnh cái việc đồng chí chỉ đạo tổ chức các hoạt động, đồng chí còn tham gia rất là nhiệt tình, hầu như là các hoạt động đồng chí đều tham gia. Rất ít khi đồng chí vắng mặt, trừ trường hợp đồng chí quá bận công tác thôi. Đó. Những cái phong trào đoàn đồng chí tổ chức thì rất là sâu sát với lại nhân dân. Trong 3 năm liền, đoàn cơ sở công an huyện Đất Đỏ nhận lá cờ đầu cho đơn vị vững mạnh, xuất sắc trong phong trào đoàn và bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2020. Những thành tích đó không thể không nhắc đến vai trò đầu tàu, gương mẫu của Thượng úy Trần Hoàng Linh. Bản thân đồng chí cũng nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn. Công tác ở lĩnh vực vẫn được xem là thầm lặng như tham mưu, tổng hợp. Nhưng bằng sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, Thượng úy Trần Hoàng Linh đã từng bước có được sự ghi nhận của đồng chí đồng đội và các cấp lãnh đạo. Năm 2020, Thượng úy Trần Hoàng Linh là một trong các cá nhân được lựa chọn để giao lưu, tọa đàm tại Hội nghị Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020. Cùng với đó là bằng khen của Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.